hai chai á. Ok, hai cái hamburger này. Ở đây họ cũng không có gì để ăn hết mọi người. Có một ba Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là vợ chồng Diễm chính thức chuẩn bị ra phi trường về lại Việt Nam á mọi người. Sau 5 năm, sau hơn 5 năm ở Mỹ luôn, chưa về lần nào hết. Và lần này là lần đầu tiên luôn á, cho nên cũng khá hồi hộp, nên chuẩn bị hơi sớm. Bây giờ là còn khoảng hơn 4 tiếng nữa thì Diễm mới ra phi trường. Nhưng mà chuẩn bị sớm để cho nó kỹ á. Thì đây là những cái hành lý mà Diễm cần phải đi nè mọi người. Gồm có 4 thùng. Hôm trước Diễm có nói là Diễm đóng cái gì rồi đó. Đây là 4 thùng ha, với thêm hai cái vali xách tay lên máy bay. Thì hành trình của Diễm là từ thành phố Morobis, South Carolina, là thành phố của Diễm ở nè, bay tới thành phố Atlanta, rồi từ Atlanta mới bay tới Hàn Quốc, rồi từ Hàn Quốc thì mới bay về Việt Nam. Thì Diễm phải ngừng tới hai nơi lận mọi người, tại vì cái thành phố của Diễm ở nó hơi xa đó. Thì hành trình mà Diễm bay về Việt Nam á, thì check in như thế nào, trên chuyến bay ra làm sao và ăn uống những gì, Diễm sẽ quay cho mọi người xem ha. Hẹn gặp lại mọi người ở phi trường nha. Ok mọi người, thì bây giờ là vợ chồng Diễm chuẩn bị đem đồ ra xe ha. Thì xe này là của người em nè, em ấy có chiếc truck á, cho nên chở được nhiều đồ giúp vợ chồng mình ra phi trường. Bây giờ là 2 giờ đêm ha. Bây giờ là 2 giờ đêm hả? Hơn 2 giờ đêm rồi. Mình chuẩn bị ra phi trường nha mọi người. Hãng đeo tạm hả? Mình tới sớm tưởng sao nguyên cái phi trường có mình nè mọi người. Bây giờ là 2 giờ sáng ha. Chuyến bay của mình là 6 giờ mới bắt đầu bay, nhưng mà do là sợ trễ cho nên đi sớm. Ai ngờ đâu tới thì chưa có ai hết trơn. Nhưng mà thà đi sớm chứ ở nhà cũng không có ngủ được mà cũng không có yên tâm á. Bây giờ phi trường vắng que luôn. Đi nha. Chia tay. Vâng chị. Lâu lắm mới gặp luôn, 2 tháng. Hai tháng. Ok. Maybe more. Good luck. Ok, thank you chị. Để có đêm rồi, 5 phút. Chia 2 phút nha. Ok, bye. Cảm ơn Phúc. Cảm ơn nha. Ok mọi người, thì sau khi mà check in rồi cân hành lý rồi mọi thủ tục cũng đã xong hết rồi, thì bây giờ Diễm có vé trên tay rồi. Chuẩn bị là vào cửa hải quan ha. Thì gặp lại mọi người sau khi Diễm vào cửa nha. Hiện tại thì Diễm đang ngồi trước cổng chờ máy bay. Chuyến bay của Diễm là 6 giờ, đúng 6 giờ là sẽ bay tới thành phố Atlanta. Bây giờ là 5 giờ rồi. Mọi thứ cũng đã xong hết, thủ tục xong hết rồi. Thì Diễm có chút chia sẻ với mọi người ha. Thì với những ai mà sử dụng hộ chiếu Việt Nam á, giống như chồng Diễm nè, sử dụng hộ chiếu Việt Nam,
thì khi đi phải kèm theo cái thẻ xanh để khi mà mình trở về Mỹ mình có thể vào Mỹ được nhờ cái thẻ xanh đó ha. Còn riêng mình sử dụng hộ chiếu của Mỹ, giống như Diễm đây, Diễm sử dụng hộ chiếu của Mỹ thì mình phải xin visa để trở về Việt Nam. Đây là cái visa Việt Nam ha, giấy miễn thị thực đây. Thì vào mấy năm trước theo Diễm biết là khi mình xin visa Việt Nam họ sẽ cấp cho mình cái tờ giấy để mình dán vô trong cái passport. Nhưng mà bây giờ họ thay đổi rồi mọi người, họ cấp visa cho mình bằng nguyên cuốn sổ màu xanh như vậy luôn. Hạn là 6, thời hạn là 5 năm ha. Thời hạn của cái visa này là 5 năm. Nhưng mà mỗi lần mình về Việt Nam thì không được ở quá 180 ngày, là cỡ 6 tháng. Đó, thì bây giờ hai vợ chồng Diễm đi là cầm theo 3 cuốn sổ như vậy nè mọi người. 3 cuốn sổ và kèm theo một cái thẻ xanh của chồng Diễm nữa. Đi tới đi lui Việt Nam được rồi ha. Thì Diễm có một chút chia sẻ đó với đến mọi người thôi. Diễm chờ đến 6 giờ thì mình lên máy bay. Thì tới thành phố Atlanta Diễm sẽ phải chờ ở đó cỡ khoảng 4 tiếng đồng hồ á. Thì từ Atlanta Diễm mới bay qua tới phi trường của Hàn Quốc. Ok mọi người, thì bây giờ là Diễm đã ngồi trên máy bay rồi ha. Và bây giờ chuẩn bị bay tới Atlanta. Cỡ 1 tiếng rưỡi thôi, chuyến bay cũng ngắn chứ không có dài. Cho nên chắc là ngủ một chút xíu, tại vì cũng hơi mệt á. Vì lúc sáng là tới đây lúc 2 giờ mấy luôn. Cho nên bây giờ rất là đuối luôn. Chợp mắt tí xíu rồi khi tới Atlanta thì gặp mọi người ha. Có cái màn hình iPad ở trên để mình xem phim nè. Họ có cho mình chai nước và bịch bánh chip ha. Bye bye, thank you. Mình đã xong hành trình thứ nhất ha mọi người. Bây giờ là ở phi trường Atlanta ha. Đây lạnh quá. F1. Bây giờ mình tiếp tục đi tới cổng F1 ha. Thì đây là cái bảng chỉ dẫn là concourse CDEF. Chỉ hướng này mình đi. Hy vọng là đi đường sẽ sức khỏe đầy đủ để đi tới Việt Nam á mọi người, tại vì chuyến đầu á mình đi hơi sớm rồi mình thức khuya nữa cho nên hơi mệt mỏi tí. Trường ở đây rất là đẹp luôn á mọi người. Atlanta ha. Quay một vòng cho mọi người xem. Để
tại bây giờ mình cũng còn dư rất là nhiều thời gian luôn á, cỡ 4 tiếng nữa. Quá trời nè. Ở đây rượu là họ bán không có thuế nha mọi người. Mình có thể mua xách tay đem về cho gia đình được. Chồng Diễm lựa mua rượu đem về cho ba. Ngay chai ha. Okay. Đi ra luôn đi, em đẩy xe cho. Mình mua ở đây là được miễn thuế mọi người, nhưng mà họ cần cái passport với lại cái vé máy bay của mình ha. I'm all set, right? Okay, thank you. Đi anh. Mình mua 2 chai rượu. Họ đưa cho mình cái receipt vậy nè mọi người, rồi mình đi tới cửa là họ sẽ giao tới. Kìa anh, ngồi góc này nè, vô đây góc này nè. Ok mọi người, thì bây giờ là hơn 9 giờ mà Diễm phải chờ tới 12 giờ thì máy bay ha. Đói bụng cho nên đi kiếm cái gì đó để ăn, thì mua được cái hai cái hamburger này. Ở đây họ cũng không có gì để ăn hết mọi người. Có một nhà hàng Asian á, món châu Á, nhưng mà họ bán chỉ buổi tối thôi. Còn ban ngày họ không có bán, cho nên có gì ăn đó ha, ăn có sức mới đi tiếp được. Cũng khá mệt là tại vì thức từ buổi tối hôm qua cho tới sáng hôm nay luôn. Trong là cho tới chờ cho tới lên máy bay để được ngủ ở trên đó. Bây giờ là buồn ngủ lắm luôn rồi, nhưng mà cũng ráng. Ok mọi người, thì bây giờ là 11 giờ rồi, còn khoảng 15-20 phút nữa là Diễm sẽ lên máy bay. Chuyến máy bay này sẽ đưa Diễm đi tới Hàn Quốc ha. Thì đây là chuyến bay dài khoảng 15-16 tiếng á. Và chuyến bay này họ yêu cầu là phải mang khẩu trang lên máy bay nha mọi người. Ok, bây giờ mình chuẩn bị lên máy bay nha mọi người. Máy bay này sẽ đưa mình tới Hàn Quốc. Bây giờ là
11 giờ rưỡi rồi, 11 giờ 35 phút tại phi trường Atlanta, Georgia. My face. Thank you. Hi. Hi. Thank you. Yes, thank you. Họ giao cho mình ở trước cửa máy bay mọi người. Đây là rủ lúc nãy Diễm mua nè mọi người. Họ giao ở trước cổng máy bay. Khi nào mình lên máy bay thì họ mới đưa cho mình ha. Chứ tại thời điểm mình mua họ không có đưa cho mình. Ở đây là khoang hàng thương gia nha mọi người. Mình thì mình không có được ngồi đây đâu. Cho mình đôi dép nè mọi người. Đó, đôi dép ha, để mình thay kèm với cây bàn chải với lại cây kem đánh răng ha, để dành. Đó, bây giờ mình thay để đi tới đi lui cho nó thoải mái. Rồi có cho mình sẵn chai nước luôn, thêm cái mền ha, của hãng Korean Air ha. Đó. Rồi cho mình cái tai nghe ha, cái headphone nè, để mình có cái iPad để mình nghe nhạc. Kêu anh cái thang. Này phần ăn của chồng mình nè mọi người, này là cơm ha. Cơm. Ở đây là gà ha. Gà rồi có ít giá nè, nấm nè. Đó, rau. Rồi cái này là dưa muối. Rồi cái này là trái cây ha, thơm nè, táo nè. Đó. Rồi cho mình một ít nước súp. Thịt đó. Còn đây là nước ngọt ha, là khẩu phần của chồng mình. Ở đây là cho mình muỗng nĩa nè mọi người, muỗng nĩa dao, khăn giấy ở trong này. Còn đây là phần của mình ha, của mình là có cũng là cơm với thịt gà. Thực sự là cái phần ăn đầu tiên á mọi người, Diễm ăn không có nổi. Yes. It's very hot. Yeah. Thank you. You okay now? Yeah. You okay? Yeah, I'm okay. I'm better. Thank you. Cái phần ăn đầu tiên á mọi người, thực sự là Diễm ăn không có nổi do làm mệt quá á. Rồi Diễm có chút làm mệt cho nên không ăn được. Rồi bây giờ họ cho mình một cái ly mì ha. Đây, cái ly mì. Để mình ăn đỡ đói nè. Mình ly mì ha. Đó. Rồi có đũa nè mọi người. Có luôn đôi đũa cho mình. Đó. Mình ăn cho đỡ đói. Và bây giờ còn tới 9 tiếng nữa thì mới tới. Mà hai phần ăn thì chắc chắn không đủ cho nên ở xe kẻ. Giữa hai phần ăn thì họ cho mọi người ly mì. Nếu mà ai muốn ăn á thì họ nấu cho mình luôn. Cái phần của Diễm ha, cái bánh. Miếng bánh ngọt. Cà rau. Cũng cục bơ nè. Đây là cơm với bò.
hỏi luôn á mọi người. Đủ ăn luôn phần em. Đồ ăn cũng ngon lắm mọi người. Nhưng mà do là Diễm mệt quá đó, cho nên ăn không có nổi. Ăn bánh mì như vậy mà ngon. Anh ăn luôn nha. Ok. Mang mình ăn. Chồng Diễm ăn luôn phần của Diễm luôn á mọi người. Còn có một tiếng nữa là Diễm tới nha mọi người. Vì chuyến bay kế tiếp của mình á là cách nhau có 45 phút rồi mọi người, cho nên sợ trễ lắm luôn á, cho nên phải đi cho lẹ. Salad với hai con tôm. Đây cục bánh mì. Cũng là cơm với thịt gà. Này là ôi ô liu, dầu ô liu á anh. Này cục bơ. Đó. Mình là có ly nước nè. Này cơm bò hả? Bò. Oh wow, hấp dẫn ha. Cơm bò. Cái này là khoai tây. Đậu. Cũng xà lách với hai con tôm. Đó. Cho mình thêm phần kem ăn tráng miệng nè mọi người. Còn cứng à? Đại sứ mềm ăn. Kem dâu, bơ với dâu. Okay, mọi người thì còn khoảng 1 phút nữa thôi là máy bay hạ cánh rồi ha. Rất hành trình về Việt Nam rất là mệt mỏi luôn. 28 tiếng đồng hồ kinh khủng. Cuối cùng cũng đã về tới nơi an toàn.
nên là chuyến bay về Việt Nam toàn là người Việt không nha mọi người. Anh hả? Với vài người Hàn Quốc. Đa số người Việt không? Toàn là người Việt. Bây giờ họ sẽ chuyển mình đi bằng xe buýt vào trong á mọi người. Cuối cùng cũng đã tới. Cái thùng mà dạ, cái thùng nhỏ nhỏ đó. Dạ, bốn thùng y chang nhau à. Dạ. Nó đó. Còn ba thùng nữa. May là nhờ được anh này ảnh đẩy. Ảnh nhận hành lý, đẩy hành lý giùm. Đợi lấy hành lý mà có hơn một tiếng đồng hồ mọi người. Trong ngoài cũng thấy ăn con thấy vậy đi kiểm không, đi kiểm không nhớ gì bà không, gì bà cái trời thì ba ngủ luôn trên thấy diệm trời gì lạnh vậy. Cảm ơn Trinh. Ngủ cảm ơn Mỹ. Khuê nè. Khuê. Cảm ơn 1 7 cảm ơn Châu. Cảm ơn Chính. Quá trình gần 30 tiếng. Thuốc mấy chục tiếng hả? Tới đây đợi con rất lâu hả? Lên hồi nãy tám mấy chín giờ. Đói bụng không mọi người, đói bụng không? Đi ăn gì không? Đây là mẹ của Diễm nè mọi người. Còn đây là ba của Diễm nè. Già quá luôn rồi. Ok mọi người, thì hành trình 28 tiếng đồng hồ, hơn một ngày dài Diễm vất vả mệt mỏi trên chuyến bay á, thì cũng đã tới nơi thành công rồi. Và bây giờ là gia đình và ba mẹ Diễm đã rước Diễm về, còn khoảng một tiếng đồng hồ lái xe nữa mới tới nhà của Diễm là ở thị xã Gò Công á. Thì cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi video clip của Diễm ha. Hẹn gặp lại mọi người trong video clip tiếp theo. Bye bye. Okay.
Đây anh Tài đây. Chào em không ngồi trên luôn. Kế bên là cô Bảy. Quay cô Bảy, chào cô Bảy, cô Bảy. Hello mọi người. Kế bên là hello. Bé Châu tối qua không thấy. Còn đây là hello. Anh hai, gia đình anh hai, chị hai. Xí Kỳ. Đây là Xí Mạnh hả? Này là Xí Liền, Xí Liền. Hai An nè. Hello. Ba mẹ kìa. Ba mẹ hello, hello. Ở đây là dì Chính. Có em bé. Dì Chính với Xí Mạnh. Với kế bên là Minh Khuê. Ở dưới là Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ. Và cuối cùng là dì Một. Chuyên bán chè xôi rất là ngon. Quảng cáo luôn. Rồi. Đây là cầu Mỹ Lợi hết nè. Cầu Mỹ Lợi, thị xã Gò Công, quê của Diễm.